Chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình nướng khô làm gỏi xoài nha các bạn. Các bạn theo dõi mình làm nha. Đây, xài mình bào sẵn ra đây các bạn. Chúng ta thêm gia vị các bạn. 1 muỗng cà phê bột ngọt. Khoảng 5 muỗng cà phê đường. Ta thêm khoảng 3 muỗng cà phê nước mắm các bạn. Mình cho thêm 2 muỗng cà phê ớt các bạn. Giờ chúng ta trộn lên cho đều. Bây giờ mình để khô các bạn. Khô mình xé sẵn rồi đây. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Các bạn xem video của mình hãy nhớ ủng hộ cho mình một like, một đăng ký kênh. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mình hẹn gặp lại các bạn những video sau của mình nhé. Tạm biệt các bạn.